Em xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay nhà vườn Nguyên Nguyên em ở chợ Lách Bến Tre. Số điện thoại là 0932828628. Hôm nay em có lên một em nguyệt quế, lá sắn hoa chùm. Cây là đang chuẩn bị phun hoa. Em xin giao lưu. Số điện thoại cũng là số Zalo của em nha. Em quay một vòng cho anh em xem tham khảo nha. Cây cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Cây này tàn tròn do, đế thì cũng đẹp luôn. Nói chung là thân thủ đều đẹp hết. Nó chỉ có một phần bị ngay chỗ này bị lỗ ngay đây. Nhưng mà nó đang kéo sẹo, nó đang bấm hai bên đây lại nha anh em. Nó chỉ có một phần lỗi ngay đây thôi. Nó còn ngoài ra thì nguyên cây nó đều đẹp hết luôn anh em ơi. Còn anh em nào muốn quan tâm thì liên hệ với em sẽ báo thông số, báo kích thước hết cho mình nha. Và sẽ quay tặng tặng cảnh thêm nữa cho anh em. Đó, cây nguyệt quế nha, cực kỳ đẹp luôn, tàn toàn do luôn mấy anh đây. Cây này về là chỉ chơi thôi anh em ơi, về để sân vườn quán đồ này nọ, đẹp lắm đẹp ơi, cây này quá tuyệt vời anh em ơi. Nguyệt quế hoa chùm nha mấy anh. Nguyệt quế hoa chùm. Ở đây mặt sau của nó đây. Cực kỳ luôn anh em ơi. Cây cực kỳ đẹp.